Xin chào các bạn và các em đã đến với chuỗi video học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày qua những bài tập thầy trích ra từ trong những đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12 nhé. Các bạn sẽ được học các từ vựng nâng cao mỗi ngày cùng với những ví dụ và giải thích để cho chúng ta hiểu từ vựng và biết cách dùng từ vựng luôn nhé. Nào, chúng ta cùng vào video nào. Từ vựng ngày hôm nay chúng ta sẽ học ra từ at odds. Và từ này dịch sang tiếng Việt là gì? Cách dùng như thế nào? Mời các bạn và các em hãy xem video để cùng học nhé. Chúng ta có câu: Despite sharing viewpoints on many issues, Nina and her husband are at odds when it comes to child rearing. Chúng ta có yêu cầu của bài này là tìm cái từ nào mà trái nghĩa với từ at odds nha. Và mời các bạn và các em hãy dành ra 5 giây hoặc là dừng video để cùng làm bài tập này nha. Đáp án của chúng ta đó chính là in agreement. Bây giờ thầy sẽ cung cấp từ vựng và nghĩa ha. Thì nó một chút cái đáp án đi nè. Theo thầy là họ để cái đề bị sai hơn. Đáp án đây là at liberty đúng hơn. Thì bây giờ thầy sẽ cung cấp nghĩa và giải thích tại sao nha. Đầu tiên là chúng ta có từ pressure, áp lực. Và under pressure là ở dưới áp lực, có nghĩa là chịu áp lực đó ha. Chúng ta có từ conflict là mâu thuẫn. Và in conflict là trong cái sự mâu thuẫn ha. Chúng ta có từ agreement là sự đồng ý, và in agreement là trong sự đồng thuận hoặc đồng thuận ha. Và chúng ta có từ library là thư viện. Thư viện thì nó không có liên quan gì chỗ này cả. Chính vì vậy đáng lẽ là cái từ của đó phải là at liberty, có nghĩa là tự do ha. Và cái câu này có nghĩa là mặc dù chia sẻ những cái ý kiến, những cái quan điểm về nhiều cái vấn đề khác nhau ha, có nghĩa là cùng chia sẻ những vấn đề, nhiều vấn đề ha, Niner và chồng của cô ta thì lại không có đồng quan điểm khi mà nói tới vấn đề là nuôi dạy con trẻ. Chúng ta từ rearing là nuôi dạy ha. Thì chúng ta có từ at odds, nó có nghĩa là in conflict, có nghĩa là không có đồng thuận, không có thống nhất ha. Và opposite của nó chính là in agreement, có nghĩa là trái nghĩa của nó là in agreement ha. Ok, và bây giờ thầy sẽ cho chúng ta học thêm một câu nữa để chúng ta hiểu cái từ at odds dùng như thế nào nha. Rồi chúng ta có this thing is at odds with the others. Chúng ta có từ at odds có nghĩa là khác nhau, không có giống nhau, không có đồng thuận, không có thống nhất ha. Thì dịch câu này là cái thứ này nè thì lại không có giống với những cái thứ kia, những cái thứ khác. Thì cái từ at odds này nó sẽ đi với cái từ with ha. Đồng nghĩa của nó là different, là khác. Thì khác đi với cái từ from, different from, khác với, cũng vẫn chỉ là với thôi, nhưng mà different thì đi với dư từ from, còn at odds này là dùng từ with đó, chúng ta nhớ nha. Nó có nghĩa là khác nhau hoặc là không có đồng nhất, không có thống nhất, không có đồng thuận đó. Ok, và nếu các bạn và các em thấy video ngày hôm nay rất hữu ích thì hãy chia sẻ và đừng quên đăng ký để nhận thông báo cho những video tiếp theo của thầy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin cảm ơn.